Chào mọi người. Sáng sớm nay bọn em đang lại chuẩn bị đóng lồng một con đi kinh môn Hải Dương đây. Xích xây to đúng không? Xích xây to, đại khổng lồ ấy. Cái con to nhất kìa. Cái con mà ít ngày tuổi mà to nhất kìa. Cắn. Anh ở kinh môn Hải Dương á, bọn em chuẩn bị gửi xe năm thu cho anh đây. Chuẩn đúng chó của anh chưa? Anh bảo là trước khi đi quay lại anh cái video mà. Nhìn quả chân. Quả chân khổng lồ không? So với tay em nhá. Đây là chó 65 ngày tuổi ấy mọi người ạ. Nó bố chưa? Nó lai giữa mề với cả Pháp, nhìn nó vẫn kinh nhở. Nhìn quả chân lại là sợ luôn. Ăn đứt con kia luôn. Tại vì dòng này bố nó là dòng Mexico, mẹ nó lại dòng Pháp, thế nên là thần kinh nó vẫn rất là căng. Cái thứ hai là nó lại rất là to. Đấy, thần kinh căng. Không kém gì dòng Pháp, to thì. Đây là to. Cái nhìn chân tay nó phê nhỉ. Chân tay to thật đấy. To kinh luôn. Đây như này rõ nhất này. Đây, vâng, đây, mọi người nhìn nhé, đây cho nhìn kỹ này. So với cái chai luôn đấy nhá. Không lại bảo là quay zoom lên chỗ kia đúng không? Đây là quay thế độ thực tế luôn đấy. Nào, vích ra ngoài. Không zoom không gì, so với cái chai luôn nhá. Đây, chân nó này. Cho nó, so với cái chân nó to. Đây, là nhìn kỹ luôn nhá. Vích nha, còn 37 cân đấy. Con này 37 cân đấy. Mà nhìn quả chân nó to bằng chân con vích luôn rồi đấy. Thôi ra đây. Thôi, vích ơi. Cho em về nhà đây. Mới. Anh về, em về Hải Dương nhá. Nào. Anh nhìn con này anh kết luôn. Yêu ngay. Nhìn cái anh kết luôn, gọi video trực tiếp cho anh ấy cái. Anh kết luôn. Trong vòng một nốt nhạc em nói về kinh môn Hải Dương luôn. Thì đăng lên cho anh ấy bảo quay lại cho anh cái video mà. Đúng con của anh nhá. Gọi video như nào đóng thực tế như thế luôn. Rồi đây bọn em đóng lồng chuẩn bị đi. Chào mọi người.